Trương Nhược Quân là cái tên không còn xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Những năm gần đây, nam diễn viên liên tục gây dấu ấn với loạt phim thành công vang dội như Pháp Y Tần Minh, Khánh Dư Niên, Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi, Tiết Trung Hãn Đao Hành, Minh Long Thiếu Niên. Mới đây nhất, Trương Nhược Quân lại tiếp tục gây tiếng vang lớn khi trở lại với Khánh Dư Niên 2. Trong video này hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Trương Nhược Quân nhé. Sinh năm 1988, Trương Nhược Quân đã sớm bộc lộ niềm đam mê với diễn xuất. Bố của anh là Trương Kiện, người sáng lập công ty giải trí Hoàn Ảnh Hoa Nghệ. Dù có gia thế khủng nhưng Trương Nhược Quân vẫn tự mình từng bước đi vào showbiz. Anh theo học trường Bắc Ảnh và tốt nghiệp vào năm 2007. Nhờ sớm quyết định lựa chọn con đường tự thân, nên càng về sau anh càng có vị thế vững vàng trên màn ảnh, thậm chí mạnh mẽ bảo vệ mình khi bị chính bố ruột quay sang hãm hại. Sự nghiệp diễn xuất của Trương Nhược Quân. Năm 2004, Trương Nhược Quân lần đầu được tham gia diễn xuất với vai diễn thời trẻ của nhân vật chính trong bộ phim Lời Hứa Của Biển. Sau khi ra trường, Trương Nhược Quân lựa chọn góp mặt trong những bộ phim chiếu đài thay vì chạy theo con đường lưu lượng. Năm 2010, tên tuổi của Trương Nhược Quân bắt đầu nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả trong và ngoài nước khi góp mặt vào bộ phim Báo Tuyết. Qua vai diễn trong bộ phim này, anh đã được trao giải nam diễn viên mới được yêu thích nhất năm 2010. Nối tiếp thành công đó, anh tiếp tục tham gia phim Hắc Hồ năm 2011 và đạt được một số thành tích đáng kể. Năm 2014, Trương Nhược Quân đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Tân Báo Tuyết. Nhờ vai diễn này mà tại lễ trao giải giải thưởng phim truyền hình Trung Quốc, Trương Nhược Quân đã giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc. Năm 2015, bộ phim Pháp Sư Vô Tâm được lên sóng do anh đảm nhận vai chính đã gây được tiếng vang khá lớn. Bộ phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt và nổi danh khắp Trung Quốc và cả ở Đài Loan, Việt Nam, giúp anh có thêm một lượng fan hâm mộ khá đông đảo vào lúc bấy giờ. Tiếp đó, Trương Nhược Quân đảm nhiệm vai chính trong nhiều bộ phim khác và đạt được những thành quả khá tốt, một số phim nổi bật như 15 năm chờ đợi Chim Di Chú đóng cùng Tôn Di Đặng Luân, phim Cửu Châu Thiên Không Thành đóng cùng Quan Hiểu Đồng Cúc Tịnh Y, phim Truyền Thuyết Thanh Khâu Hổ. Năm 2016, Trương Nhược Quân góp mặt trong bộ phim truyền hình Ma Tước. Tuy chỉ đảm nhiệm vai phụ nhưng nhân vật của anh cũng nhận được nhiều sự chú ý. Tiếp nối sự thành công đó, Trương Nhược Quân đã được chọn làm nhân vật chính cho web drama Pháp Y Tần Minh trong phim anh đảm nhận vai diễn anh chàng Pháp Y tài giỏi tên Tần Minh. Bộ phim thu được thành quả vượt ngoài sức mong đợi như là bước đệm giúp tên tuổi của Trương Nhược Quân vụt sáng và nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả hơn, cả trong và ngoài nước. Năm 2017, Trương Nhược Quân đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim cổ trang Hoắc Khứ Bệnh, sau đó tiếp tục tham gia bộ phim Các Cô Nàng Thân Mến năm 2017 và phim Thuyết Tiến Hóa Tình Yêu năm 2018. Năm 2019, Trương Nhược Quân góp mặt vào phần tiếp theo của phim Ma Tước là Ma Tước 2, Kinh Chập và cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía người xem. Sự nghiệp diễn xuất bùng nổ. Cùng năm 2019, Trương Nhược Quân được chọn mặt gửi vàng cho vai nam chính trong bộ phim Bom Tấn Khánh Dư Niên, được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị. Khánh Dư Niên xoay quanh nhân vật Phạm Nhàn, con trai riêng của Khánh Đế, vào 20 năm trước, khi Khánh Quốc xảy ra phản loạn. Mẹ ruột của Phạm Nhàn không may qua đời, bản thân Phạm Nhàn khi đó chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh cũng bị truy sát, sau đó, Phạm Nhàn được Phạm Kiến nhận nuôi. Đến khi trưởng thành, Phạm Nhàn quyết tâm trở lại kinh đô để đi tìm sự thật về thân thế của mình. Cũng từ đó, anh bị cuốn vào hàng loạt âm mưu liên hoàn trốn triều đình vô cùng thâm hiểm và cũng biết được những bí mật động trời về cái chết của mẹ ruột. Khánh Dư Niên sau khi lên sóng đã được đánh giá rất tích cực và trở thành bom tấn truyền hình năm đó. Đây cũng là một trong những bộ phim đỉnh cao trong sự nghiệp của Trương Nhược Quân. Bộ phim này không chỉ đem về cho nam diễn viên sự nổi tiếng, cùng với lượng người hâm mộ đông đảo, mà còn giúp anh đạt được nhiều giải thưởng truyền hình trong năm 2019. Đến năm 2021, anh tái hợp với biên kịch Vương Quyện của Khánh Dư Niên trong bộ phim truyền hình Võ Hiệp Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Nội dung của bộ phim xoay quanh hành trình phiêu lạc giang hồ và trưởng thành của nhân vật Từ Phượng Niên, chàng thế tử tiếng xấu đồn xa của Bắc Lương. Bộ phim đã đạt được nhiều thành công vượt mong đợi, được đánh giá là phim võ hiệp hay nhất trong những năm gần đây. Màn thể hiện của Trương Nhược Quân cũng được giới phê bình đánh giá cao. Cùng năm 2021, nam diễn viên còn góp mặt trong bộ phim lịch sử Năm Biến Động 1921, trong phim Trương Nhược Quân vào vai Lưu Thiếu Kỳ, một nhà cách mạng, nhà chính trị và nhà lý luận trẻ của Trung Quốc. Đã cùng với các nhà cách mạng trẻ khác không ngừng cố gắng, nỗ lực để góp phần vào công cuộc thành lập đảng, với mong muốn giúp cho đất nước của họ được hòa bình, người dân không phải sống trong cảnh lầm than. Năm 2022, Trương Nhược Quân xuất hiện trong bộ phim Cảnh Sát Vinh Dự đóng cùng với Bạch Lộc. Năm 2023, Trương Nhược Quân có hai dự án phim được lên sóng là Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi và phim hiện đại đề tài Học Đường Minh Long Thiếu Niên. Đầu năm 2024, ngoài vai diễn khách mời trong phim cổ trang Phá Án Đại Đường Địch Công Án,
công chúng còn chờ đón Khánh Dư Niên phần 2 cùng vai diễn Phạm Nhàn của Trương Nhược Quân. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, ngay từ khi chưa chính thức lên sóng, bộ phim Khánh Dư Niên 2 đã phá hàng loạt kỷ lục cũ, đồng thời tạo ra những kỷ lục mới đối với các phim truyền hình Hoa ngữ. Cụ thể, Khánh Dư Niên phần 2 đã có hơn 17 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent, là bộ phim đầu tiên phá mức nhiệt 34.000 trên nền tảng này. Ngoài ra, phim cũng nhanh chóng vượt mốc 100 triệu lượt xem theo ngày theo thống kê của Khốc Vân. Nhìn tổng thể sự nghiệp diễn xuất của Trương Nhược Quân, công chúng có thể dễ dàng nhận thấy nam diễn viên có khả năng chọn kịch bản khá tốt. Hầu hết những bộ phim mà anh tham gia đều được khán giả yêu thích và đạt những thành tích từ khả quan đến vô cùng bùng nổ khi phát sóng. Thêm vào đó, khả năng diễn xuất của Trương Nhược Quân cũng được đánh giá cao và được anh mài dũa thêm qua từng năm, nên mỗi vai diễn của anh đều để lại ấn tượng khó phai đối với khán giả xem phim. Cuộc sống riêng tư. Không chỉ thành công trong sự nghiệp phim ảnh, ngoài đời thực, Trương Nhược Quân cũng có chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích với nữ diễn viên Đường Nghệ Hân. Người đẹp cũng sinh năm 1988, từng góp mặt trong loạt phim Hậu cung Trần Hoàn truyện, Lộc đỉnh ký, Chu Tiên, Tây Du ký, Mối tình ngoại truyện. Cuộc gặp gỡ định mệnh của cặp đôi diễn ra như một bộ phim thần tượng. Một lần tình cờ, xe của Đường Nghệ Hân va phải xe của Trương Nhược Quân. Sau đó, cả hai làm quen, giữ liên lạc với nhau và bắt đầu mối tình lãng mạn từ đó. Năm 2011, cộng đồng mạng rộ lên tin đồn Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn giữ im lặng, âm thầm xây dựng mối quan hệ bền chặt. Đến năm 2017, sau 6 năm yêu nhau, Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân mới chính thức công khai hẹn hò. Năm 2019, cặp đôi chính thức kết hôn. Đám cưới đẹp như mơ của họ được tổ chức tại một lâu đài cổ ở Ireland. Cuộc sống gia đình của cả hai không ồn ào, khoa trương, tất cả đều vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Trương Nhược Quân càng thêm bùng nổ hơn trước. Đóng chính trong Khánh Dư Niên, anh tiếp tục ghi điểm trong lòng khán giả như một trong những ngôi sao đáng tin cậy nhất màn ảnh. Về sau, tiếp tục Tuyết Trung Hãn Đao Hành ghi dấu ấn, khẳng định tên tuổi của anh trong mảng phim cổ trang Đại Nam Chủ. Thế nhưng cuộc đời ai cũng có nốt trầm, và Trương Nhược Quân cũng vậy. Điều bất ngờ hơn, người đối xử tệ bạc với anh lại chính là cha của anh, ông Trương Kiện. Năm 2021, Trương Nhược Quân kiện bố mình ra tòa vì bị dính líu oan ức đến vụ quỵt cát xê 200 triệu nhân dân tệ, gần 700 tỷ đồng. Trước đó, công ty Hoa Sách đưa ra thỏa thuận quay 4 phim cùng Trương Nhược Quân với cát xê tổng như trên, nhưng Trương Nhược Quân không đồng ý. Đáng nói là, thỏa thuận này vẫn diễn ra âm thầm do phía ông Trương Kiện tự mình quyết, còn khẳng định đã được con trai ủy thác. Sau khi Hoa Sách chuyển chức 150 triệu thì sự thật mới vỡ lẽ, sau đó dẫn đến tranh chấp. Trương Nhược Quân kiện bố mình ra tòa để khẳng định mình không dính líu gì đến hợp này, chữ ký bị sử dụng cũng là giả mạo. Việc kiện cáo đã khiến tình cha con sứt mẻ, vụn vỡ. Có thông tin cho rằng Trương Nhược Quân đã từ mặt bố, bằng chứng là ông không hề xuất hiện trong lễ cưới của con trai. Sau vụ việc này, sự nghiệp của Trương Nhược Quân không bị ảnh hưởng quá lớn, trái lại còn phát triển rực rỡ hơn trước. Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh chàng vẫn duy trì dáng vẻ điển trai, phong độ không quá khác so với thời mới ra mắt. Thậm chí, nhan sắc hiện tại của Trương Nhược Quân ở độ tuổi ngoài 30 còn ngày càng thăng hạng hơn so với trước đây. Bạn có ấn tượng như thế nào về Trương Nhược Quân? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!